Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình sản xuất đời sống nhân dân tại thành phố Thanh Hóa. Nông dân các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy và chăm sóc lúa trường xuân. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần, hôm nay ngày 28 tháng 1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác chăm lo cho nhân dân vui xuân đón Tết tại thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà và chúc Tết của bà Nguyễn Thị Minh Đức, 94 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường Đông Vệ. Trao quà của Chủ tịch nước và của tỉnh mừng thọ cụ bà Nguyễn Thị Phượng ở phường Quảng Thịnh, năm nay tròn 100 tuổi đến thăm các em nhỏ tại làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Thanh Hóa, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được năm 2021. Về nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu thành phố Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác phòng chống COVID-19, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu trên hết và trước hết. Song song với phòng chống dịch, phải tranh thủ mọi thời cơ, điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 15,3% trở lên trong năm 2022. Thành phố Hoc cần phải phối hợp với các tỉnh để tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, xúc tiến các dự án lớn để tạo cú hích mang tính đột phá cho sự phát triển. Đồng thời, khẩn trương xây dựng ban hành chương trình hành động về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, phải quan tâm khắc phục, giải quyết các vấn đề tồn tại yếu kém kéo dài trong nhiều năm qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn, thành phố Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng thành phố Thanh Hóa ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành một trong những đô thị cấp 1 trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước về mọi mặt. Sáng nay, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm chúc Tết tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện Hợp lực, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa. Đến thăm chúc Tết bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện Hợp lực, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương và chúc mừng các bệnh viện trong năm qua đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, triển khai được nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành y tế Thanh Hóa, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý trong dịp Tết Nguyên đán, các bệnh viện cần triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chuẩn bị tốt nhất phương án các điều kiện để thu dung, điều trị bệnh nhân trong dịp Tết, đồng thời chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ làm nhiệm vụ trực Tết. Đến thăm chúc Tết cán bộ người lao động công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh đánh giá cao công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị phục vụ Tết của công ty đồng thời đề nghị công ty chuẩn bị phương án thu gom xử lý rác thải không để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải trong khu dân cư những ngày tết kiểm tra giả soát lại hệ thống đèn chiếu sáng từ các tuyến phố điểm vui chơi công cộng đảm bảo thành phố sáng xanh sạch đẹp xứng đáng là một đô thị hiện đại thân thiện Gần một tháng qua, cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Bắc Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác, kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa do Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì tổ chức đã thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp và ý nghĩa. Ngay từ tuần đầu tiên diễn ra cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác, Đảng Bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo các tri bộ, đoàn thể tuyên truyền hướng dẫn cán bộ đảng viên, đoàn viên tham gia cuộc thi. Trong 3 cuộc thi tuần vừa qua, Đảng Bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn là một trong những đơn vị có tỷ lệ cán bộ công chức tham gia cao nhất trong đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đặc biệt, trong tuần thi thứ 3, đơn vị có một đảng viên đã xuất sắc giành giải nhất. Tham gia cuộc thi thì cũng giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về những tình cảm thương liêng, sự quan tâm của đảng, bác hồ kính yêu đối với đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hóa. Qua đó thì cảm biết ơn đối với công lao to lớn của các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân đã phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước, nước qua cuộc thi thì tôi càng thấy quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức phong cách của bác tôi cố gắng đóng góp một phần nhỏ bé trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành một tỉnh kiểu mẫu theo mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trung bình mỗi tuần, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác đã thu hút trên 100.000 người tham gia Thế sinh dự thi thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề trong và ngoài tỉnh, đặc biệt cuộc thi còn thu hút nhiều người ở tỉnh ngoài và kiều bào. Điều này góp phần khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi, đồng thời khẳng định tình cảm của mỗi người dân Thanh Hóa nói riêng, người Việt Nam nói chung đối với Đảng, Bắc Hồ kính yêu. Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ diễn ra trong 6 tuần, kết thúc vào ngày 14 tháng 2 năm 2022. Bản tin cuối ngày xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 1499 triển khai công điện số 64 ngày 19 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thần tốc và thần tốc hơn nữa trong việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đặc biệt chú ý việc tổ chức tiêm vaccine phải đảm bảo an toàn, thuận lợi nhất cho những người có nguy cơ cao. Thực hiện nghiêm quyết định số 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế hành chính như xét nghiệm, cách ly liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân, bảo đảm tính khoa học thống nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn, quy định gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết. Đề mạnh tuyên truyền vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu giám đốc Sở Y tế căn cứ tình hình dự báo dịch bệnh, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm phân bổ đầy đủ, kịp thời vaccine phòng COVID-19 cho các địa phương để hoàn thành mục tiêu kế hoạch tiêm phòng đã đề ra; đảm bảo đủ thuốc và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các địa phương cho công tác điều trị, không để quá tải hệ thống y tế; các sở ngành, cơ quan địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh an toàn, khoa học trong thời gian trước, trong và sau Tết. Thời điểm này, trên thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tích cực đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa vụ chiêm xuân và tập trung chăm sóc các diện tích đã gieo cấy. Theo kế hoạch, vụ chiêm xuân 2021-2022, Thanh Hóa sẽ gieo cấy đạt 114.000 ha, trong đó trà xuân sớm là trên 9.000 ha, còn lại là xuân chính vụ và xuân muộn. Để đảm bảo kế hoạch sản xuất trong cả vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng ban phối hợp với chính quyền các địa phương sớm nạo vét kênh mương nhằm đảm bảo nguồn nước tưới. Các hộ gia đình cũng huy động nhân lực và phương tiện tiến hành làm đất xử lý môi trường, nhất là ở những chân ruộng hay bị nhiễm dịch bệnh. Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc làm đất và đã gieo cấy đạt trên 60%. Xác định việc tuân thủ khung lịch thời vụ gieo cấy là điều quan trọng quyết định đến năng suất sản lượng sau đó các địa phương đã chỉ đạo các thôn xã tăng cường thông tin lịch thời vụ để nông dân biết và thực hiện. các địa phương cũng bố trí cán bộ khuyến nông bám sát địa bàn hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh tiết kiệm nguồn nước nhằm hạn chế tình trạng thiếu nước ở giai đoạn tưới dưỡng. thời điểm cuối năm nhất là dịp tết nhu cầu sử dụng rượu bia gia tăng kéo theo đó là số người nhập viện do say rượu bia gây tai nạn hay ngộ độc cũng tăng cao hơn. Theo các bác sĩ, ngộ độc rượu có hai loại là ngộ độc ethanol và ngộ độc methanol. Đa số các trường hợp là ngộ độc ethanol. Ngộ độc rượu được biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ là không kiểm chế, kiểm soát được cảm xúc, dễ thức giận, nổi nóng, đi đứng không vững. Đến ngộ độc nặng, bị nôn nhiều, vã mồ hôi, hôn mê, mạch nhanh, thở nông, hạ huyết áp, có thể tử vong nếu không được cấp cứu. Ngộ độc rượu thường xảy ra khi uống quá mức, đáp ứng của cơ thể kể cả với những sản phẩm đã được xác nhận an toàn thực phẩm. Với những trường hợp ngộ độc methanol, nguyên nhân là do uống phải loại rượu pha cồn công nghiệp. Đây là loại rượu bán trôi nổi trên thị trường. Theo các bác sĩ, việc sử dụng rượu bia quá mức sẽ gây ra các bệnh lý về tim mạch như tăng huyết áp, suy tim, bệnh lý mạch máu não, các loạn thần do rượu. Vì vậy, người dân nên tiết chế, điều độ khi uống rượu, tuyệt đối không sử dụng rượu có pha cồn công nghiệp, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi thấy có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, Nhìn mờ bóng mây sau vài tiếng uống rượu, người dân cần tới ngay các cơ sở y tế gần nhất khám ngay. Bản tin cuối ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.